Xin chào bác, chào mừng các anh em đã đến với kênh YouTube của bên em Tùng nhá. Hôm nay bên cửa hàng em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em với phiên bản Lake Optic FX 70 Plus. Và em cũng cảm ơn các bạn anh em khi chúng ta lựa chọn và tin tưởng hộ cửa hàng em với phiên bản này. Bên nhà em Tùng đang bán với mức giá khuyến mại đó là 1.250.000 đồng. Trong đó thì bên em bao ship và tặng đầy đủ giấy giắc. Hàng bên em thì đóng gói rất là cẩn thận nhá. Đấy, công việc bên nhà em thì luôn luôn cho anh em khách hàng chúng ta nhận hàng, chúng ta được phép kiểm tra hàng. Bên em đóng hàng đấy các bác anh em nhìn đây. Tất cả những mẫu sản phẩm mà các bác anh em đặt tại cửa hàng Tùng Audio thì bên em sẽ đóng gói rất là cẩn thận. Và khi mà hàng đến tay các bác anh em, chúng ta được phép mở hàng ra và kiểm tra nhá. Đây là phiên bản Lake Optic FX 70. Khi ở bên em đã xong các thủ tục, ví dụ như là căn chỉnh này, test lại giờ kỹ càng khi gửi đến tay các bác anh em, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Ở bên ngoài thì bên em bọc thêm một lớp nữa để bảo vệ cho cái hàng hóa các bác anh em khi qua nhận hàng nhá. Và chắc chắn rồi, khi bên em Tùng gửi đi ấy, thì các bác nhìn đó em, ở phần bao bì ấy, bên em ghi là cho khách kiểm tra hàng và thử hàng. Thế nên là anh em sẽ được mở hàng ra và kiểm tra nhá, với tất cả thiết bị âm thanh bên Tùng Audio. Hôm nay bên em cũng đi rất là nhiều hàng đây các bác ơi, để phục vụ anh em liên tục. Và đặc biệt là phiên bản Lake Optic FX 70, em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em. Chúng ta đã lựa chọn một trong phiên bản rất là hay, đầy đủ tính năng. Và hôm nay thì cùng với em bóc hộp ra và trải nghiệm lần nữa với phiên bản Lake Optic FX 70 nào. Những cái mẫu sản phẩm này thì bên em luôn luôn bảo hành cho các anh em là 1 năm. Chúng ta nhận hàng thì chắc chắn rồi, các bác anh em có quyền được kiểm tra và đúng như bên em giới thiệu thì các bác anh em nhận hàng nhé. Tất cả linh phụ kiện đi kèm của Lake Optic FX 70 bao gồm là dây jack cắm nguồn này, điều khiển này, và giấy hướng dẫn sử dụng, hai quả pin và một tô vít hai cạnh để các bác anh em chỉnh những phím chìm. Và mẫu sản phẩm này thì bên em đã hỗ trợ căn chỉnh trước rồi. Khi mà bên em gửi hàng đi thì trước khi bên em gửi hàng ấy, thì bên em đã căn chỉnh tất cả tính năng đây. Các bác nhìn bên em đã căn chỉnh các giải bass chat này và âm lượng tổng, cũng như là các tính năng của echo, delay, repeat để khi hàng đến tay các bác. Đấy, các bác anh em nhận hàng là chúng ta chỉ cần ghép ngay ở phòng hát tình là chúng ta trải nghiệm thôi. Các tính năng thì bên em đã cài sẵn từ A đến Z rồi, rất là dễ dàng cho các bác anh em người dùng phải không ạ? Đấy, còn đây là những mẫu sản phẩm chuẩn bị là bên em đóng gói để gửi đi cho các bác anh em khách hàng, rất nhiều đơn hàng đấy. Đặc biệt là Lake Optic FX 70 này, em nhận được rất nhiều sự ủng hộ các bác. Với phiên bản này thì em sẽ cố gắng nỗ lực về thêm hàng để phụ anh em ở những cái tháng cuối năm như thế này, để các bác anh em có thêm một cái linh kiện trong hát gia đình, một cái thiết bị rất là quan trọng, đó là phiên bản vang cơ, hỗ trợ cho việc chúng ta hát phòng hát vang nhại, echo tốt này, khả năng trung ú cực kỳ là ổn định với Lake Optic FX 70. Và hôm nay thì bên em đi lên đường rất là nhiều hàng hóa phục vụ anh em. Anh em đang có nhu cầu với phiên bản Lake Optic FX 70, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336 nhé, phục vụ anh em với mức giá khuyến mại tốt nhất, đó là 1.250.000 đồng. Cho đó thì bên em bao ship tặng giấy rắc đầy đủ nhé, nhận hàng kiểm tra và thanh toán sau, không phải đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào khi các anh em mua hàng tại cửa hàng Tùng Audio với Lake Optic FX 70. Và video của em xin dừng lại tại đây, chào các bác, chào anh em nhé.